Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính. Phân môn tiếng Việt. Tiết 5. Các phương châm hội thoại tiếp theo. Mục tiêu cần đạt. Cô sẽ giúp các em nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp. Hiểu được phương châm hội thoại không phải là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp. Vì nhiều lý do khác nhau, các phương châm hội thoại có khi không được tuân thủ. Tiến trình bài giảng, kiểm tra bài cũ. Các em hãy cho cô biết phương châm hội thoại có tác dụng như thế nào trong quá trình giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp, khi tuân thủ phương châm hội thoại, sẽ cung cấp được thông tin nhằm giúp người nghe hiểu được nội dung và giao tiếp thành công. Hãy cho một ví dụ minh họa. Các em có thể cho bất kỳ một ví dụ nào trong giao tiếp giữa mình và bạn. Giờ đây, cô sẽ cho các em nghe một ví dụ để thấy rõ sự đồng cảm, sự chia sẻ của những người hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố. Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang các xóm. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang. Bác trai đã khá rồi chứ? Cảm ơn cụ. Nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt. Chừng như vẫn mỏi mệt lắm. Này! Bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc xô, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ, nhưng để cháu ngủ. Cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã, nhịn xuống từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. Thế thì phải giục anh ấy ăn mau đi, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đấy. Rồi bà lão lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Các em thân mến, ở tiết trước, các em đã tìm hiểu các phương châm hội thoại trong giao tiếp. Tuy nhiên, muốn xác định một câu nói có tuân thủ phương châm hội thoại hay không, ta phải xét cho mối quan hệ với tình huống giao tiếp cụ thể. Bởi không ít trường hợp người nói phải tránh nói sự thật, đánh trống lảng. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu và nắm được trong những trường hợp nào phương châm hội thoại sẽ không được tuân thủ. Các em quan sát và ghi vào vở bài học một la mã quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp. Một nhỏ ví dụ, sách giáo khoa, trang 36. Chào hỏi, anh chàng nọ ở nhà vợ tại một vùng quê, được người nhà dặn là phải luôn chào hỏi mọi người xung quanh. Một hôm, anh ta ra đường và thấy một người đang đốn cành trên một cây cao. Liền ra dấu gọi. Người kia dừng việc, lật đật trèo xuống hỏi: có chuyện gì thế? Có gì đâu, bác làm việc vất vả lắm phải không? Nhân vật chàng rể có tuân thủ đúng phương châm lịch sự không? Vì sao em nhận xét như vậy? Và có thể rút ra bài học gì qua câu chuyện này? Câu hỏi của chàng rể, bác làm việc vất vả lắm phải không? Trong tình huống giao tiếp khác, có thể được coi là lịch sự, thể hiện sự quan tâm đến người khác. Nhưng trong tình huống này, người được hỏi bị chàng ngốc gọi xuống từ trên cây cao,
lúc mà người đó đang tập trung làm việc. Rõ ràng, chàng ngốc đã làm một việc quấy rối, gây phiền hà cho người khác. Không phù hợp đặc điểm tình huống giao tiếp. Vậy, ta có thể rút ra bài học gì qua câu chuyện này? Qua câu chuyện, ta có thể rút ra được bài học về giao tiếp. Cần chú ý đến đặc điểm của tình huống giao tiếp. Vì một câu nói có thể thích hợp trong tình huống này, nhưng không thích hợp trong một tình huống khác. Và trong giao tiếp, ta cần trả lời được những câu hỏi: nói với ai, nói khi nào, nói ở đâu và nói nhằm mục đích gì. Từ đó, ta sẽ thấy giá trị giao tiếp của lời nói chung và việc tuân thủ phương châm hội thoại nói riêng. Giờ đây, cô có thể nhờ một bạn tìm cho cô một tình huống mà lời hỏi thăm kiểu như trên được dùng một cách thích hợp, đảm bảo tuân thủ phương châm lịch sự. Ta có thể cho một ví dụ. Đó là: chiều nay, trên đường đi học về, tôi gặp bác hàng xóm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đang hì hục đẩy xe ba gác chứa đầy hàng lên một con dốc. Tôi vội chạy đến đẩy phụ và hỏi: bác làm việc vất vả lắm phải không ạ? Bác nở nụ cười thật tươi và trả lời: cảm ơn cháu, cũng vất vả nhưng thấy vui vì lo được cho con cái cháu ạ. Để củng cố, chúng ta lại tiếp tục xem một ví dụ khác. Chuyện kể một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mình, liền ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính cẩn thưa: thưa thầy, thầy còn nhớ con không? Con là... Người thầy giáo già hoảng hốt: thưa ngài, ngài là... Thưa thầy, với thầy, con vẫn là đứa học trò cũ. Con có được những thành công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào. Trong cuộc giao tiếp, chúng ta thấy vị tướng, một nhân vật nổi tiếng, có quyền cao, chức trọng, vẫn xưng hô thầy, con, thể hiện sự kính cẩn và lòng biết ơn. Mặc dầu thầy đã xưng là thưa ngài, ngài. Qua câu chuyện, ta thấy được một bài học sâu sắc được gửi gắm, đó là tấm lòng của người trò đối với thầy, tôn sư trọng đạo, khiến chúng ta đáng noi theo. Giờ đây, chúng ta bước sang phần 2 la mã, những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại. 1. Ví dụ 1, sách giáo khoa trang 37. Đọc lại những ví dụ đã được phân tích khi học về các phương châm hội thoại: phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự, và cho biết trong những tình huống nào phương châm hội thoại không được tuân thủ. Xin thưa, ngoại trừ tình huống trong phương châm lịch sự, tất cả các tình huống còn lại đều không tuân thủ phương châm hội thoại. Chúng ta sang ví dụ 2, sách giáo khoa trang 37. Trong đoạn đối thoại, lưu ý những từ ngữ in đậm. An: cậu có biết chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo vào năm nào không?
đâu khoảng đầu thế kỷ 20. Vậy câu trả lời của ba có đáp ứng nhu cầu thông tin đúng như An mong muốn hay không? Thưa không. Có phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ? Và vì sao người nói không tuân thủ phương châm hội thoại ấy? Thưa, phương châm về lượng. Bởi không cung cấp lượng thông tin đúng như An muốn. Vì sao người nói lại không tuân thủ phương châm ấy? Thưa, vì người nói không biết chính xác chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được chế tạo năm nào. Để tuân thủ phương châm về chất, người nói trả lời một cách chung chung. Vậy từ ví dụ này, em có thể tìm những tình huống tương tự. À, chẳng hạn, bạn có biết nhà cô giáo chủ nhiệm ở đâu không? À, ở hướng quận 3. Chúng ta lại tiếp tục sang ví dụ 3. Sách giáo khoa, trang 37. Khi bác sĩ nói với một người mắc bệnh nan y về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đó, thì phương châm hội thoại nào có thể không được tuân thủ? Phương châm về chất không được tuân thủ. Vì sao bác sĩ phải làm như vậy? Bác sĩ có thể không nói sự thật về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Chẳng hạn thay vì nói thật căn bệnh đã đến giai đoạn nguy kịch, không thể chữa được nữa. Bác sĩ có thể động viên là nếu cố gắng thì bệnh nhân có thể vượt qua được hiểm nghèo. Bởi còn nước còn tát. Nghĩa là người nói không tuân thủ phương châm về chất vì đã nói điều mà mình không tin là đúng. Nhưng đó là việc làm nhân đạo và cần thiết. Vì nhờ sự động viên đó mà bệnh nhân có thể lạc quan hơn, có nghị lực hơn để sống khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Như vậy, không phải sự nói dối nào cũng đáng chê trách hay lên án. Vậy em hãy tìm những tình huống giao tiếp khác mà phương châm đó cũng không được tuân thủ. Có thể nêu nhiều tình huống tương tự. Trong đó, phương châm về chất không được tuân thủ. Chẳng hạn, người chiến sĩ không may sa vào tay địch, không thể vì tuân thủ phương châm về chất mà khai thật hết tất cả những gì mình biết về đồng đội, về bí mật của đơn vị. Vậy, trong bất kỳ tình huống giao tiếp nào mà có một yêu cầu nào đó quan trọng hơn, cao hơn yêu cầu tuân thủ phương châm hội thoại, thì phương châm hội thoại có thể không được tuân thủ. Chúng ta sang ví dụ 4, sách giáo khoa, trang 37. Khi nói tiền bạc chỉ là tiền bạc, thì có phải người nói không tuân thủ phương châm về lượng hay không? Và phải hiểu ý nghĩa của câu này như thế nào? Nếu xét về ý nghĩa, ta có thể có hai cách hiểu. Xét về nghĩa tường minh, thì câu này không tuân thủ phương châm về lượng, bởi vì nó dường như không cho người nghe thêm một thông tin nào. Nhưng nếu xét về hàm ý, thì câu này có nội dung của nó.
nghĩa là vẫn đảm bảo tuân thủ phương châm về lượng. Bởi tiền bạc chỉ là phương tiện để sống, chứ không phải là mục đích cuối cùng của con người. Câu này có ý răn dạy người ta không nên chạy theo tiền bạc mà quên đi nhiều thứ khác quan trọng hơn, thiêng liêng hơn trong cuộc sống. Ví dụ như tình mẫu tử, tình phụ tử. Các em ghi hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 37. Vậy, việc không tuân thủ các phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân sau. Người nói có thể vô ý, vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp. Người nói ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn. Và cuối cùng, người nói muốn gây sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó. Vậy, với nguyên nhân chính đáng hoặc không chính đáng, cô mong sau bài học này, các em sẽ rút ra lúc nào cần tuân thủ phương châm hội thoại và lúc nào không cần, để đạt được hiệu quả giao tiếp hướng đến sự tế nhị trong giao tiếp. Để hiểu rõ bài vừa tìm hiểu, chúng ta cùng bước sang phần luyện tập ba la mã. Bài tập 1, trang 38. Một cậu bé 5 tuổi chơi quả bóng nhựa trong phòng đọc sách của bố. Quả bóng văng vào ngăn dưới của một kệ sách. Cậu bé tìm mãi không ra, bèn hỏi bố. Ông bố đáp, quả bóng nằm ngay dưới cuốn tuyển tập truyện ngắn Nam Cao kia kìa. Câu trả lời của ông bố, không tuân thủ phương châm hội thoại nào. Thưa, ông bố đã không tuân thủ phương châm cách thức. Em hãy phân tích để làm rõ sự vi phạm ấy. Thưa, vì một đứa trẻ 5 tuổi không thể nhận biết được tuyển tập truyện ngắn Nam Cao, để nhờ đó mà tìm được quả bóng. Bài tập 2, trang 38. Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ không chào hỏi gì cả. Cậu chân, cậu tay nói thẳng với lão. Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông, mà để nói cho ông biết. Từ nay, chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Lâu nay, chúng tôi đã cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi. Thái độ và lời nói của chân, tay, tai, mắt đã vi phạm phương châm nào trong giao tiếp? Thưa, thái độ của các vị khách là bất hòa với chủ nhà. Lời nói của chân và tay không tuân thủ phương châm lịch sự. Việc không tuân thủ phương châm ấy có lý do chính đáng không? Vì sao? Thưa, việc không tuân thủ đó là không thích hợp với tình huống giao tiếp. Bởi theo nghi thức giao tiếp, thông thường đến nhà ai, trước hết ta phải chào hỏi chủ nhà, sau đó mới đề cập đến chuyện khác. Trong tình huống này, các vị khách không chào hỏi gì cả, mà nói ngay với chủ nhà bằng những lời lẽ giận dữ, nặng nề. Trong khi như ta biết qua câu chuyện, sự giận dữ và lời nói nặng nề như vậy là không có lý do chính đáng. Các em cùng cô vừa tìm hiểu bài học. Giờ đây, các em sẽ ghi lại những hướng dẫn về nhà, xem lại bài học và bài tập, xem trước bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình, soạn các câu hỏi trong sách giáo khoa trang số 20.
Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.